Rồi đây là hình khủng long anh chị các bạn nha, khủng long. Này khủng long gì không biết. Chị bạn thấy đẹp không? Khủng long này, khủng long gì đây không biết luôn, không biết tên ha. Nói chung là anh chị các bạn nhìn hình ảnh ha, rồi chụp cái hình ảnh lại rồi lên Shopee á, lên trên trang thương mại điện tử ha, rồi mình đưa vào cái khung ảnh đó để tải cái hình ảnh nó lên, rồi mình sẽ tìm cái sản phẩm nó về bán. Cái sản phẩm này là mình sẽ đo chiều dài cho chị bạn xem nè, để hình dung ha. 2 nè, 4, 6, 60, hoặc là nó có thể là dài bằng 70 ha, chiều dài chị bạn, chiều dài nha. Còn từ cái chân lên nè, cái chân lên 2, cũng khoảng 30 ha, 30. Thì mấy mẫu này mẫu mới nè, mới về á, anh chị các bạn cập nhật được thì lấy về bán, mình lấy một loại thôi ha, lấy một loại thôi về bán. Bán cảm thấy được rồi là lấy thêm về bán anh chị các bạn ha, lấy thêm về bán. Tại vì mỗi một tỉnh thành nó có một cái sản phẩm bán riêng ha. Ở đây nó còn hai mẫu nữa, hai mẫu màu xanh với màu này nữa. Rồi từ từ mình sẽ bơm lên mình cập nhật cho anh chị các bạn xem ha.